Nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 9 tháng 12 đến 6 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 154 ca dương tính mới, trong đó có 147 ca cộng đồng. Cụ thể, huyện Châu Thành 108 ca, huyện Ba Tri 9 ca, huyện Bình Đại 8 ca, huyện Chồng Trơm 6 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 5 ca, huyện Mỏ Cày Nam 4 ca, huyện Chợ Lách 3 ca, huyện Thành Phú 2 ca, thành phố Bến Tre 1 ca. Ngoài tỉnh 8 ca, cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 2 ca, Vĩnh Long 1 ca, Sóc Trăng 2 ca, Tiền Giang 1 ca, Đồng Tháp 1 ca, An Giang 1 ca. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh tổng số ca dương tính 13.291 ca, tổng F0 kết thúc điều trị 6.061 ca, tổng số ca tử vong 77 ca. Theo Bộ Y tế, điều trị F0 tại nhà sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có Bến Tre, cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả việc cách ly, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà. Tuy nhiên, khi khai báo và được cơ quan y tế hướng dẫn điều trị tại nhà, hoàn toàn khác với việc người test nhanh dương tính tự ý điều trị tại nhà. Bởi khi điều trị tại nhà, nếu không có sự giám sát của cơ quan y tế, ngoài việc người bệnh có nguy cơ không thể xử lý kịp những tình huống xấu có thể xảy ra, thì công tác phòng dịch để không lây nhiễm cho người thân và cộng đồng đôi khi cũng sẽ không được thực hiện tốt. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo các bệnh nhân không nên tự ý điều trị tại nhà khi mắc COVID-19, mà chỉ điều trị tại nhà khi có sự chỉ định và theo dõi từ xa mỗi ngày của nhân viên y tế. Kiểm soát dịch COVID-19 không chỉ là vai trò của chính quyền và hệ thống y tế, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng.